Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày 2/1/2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ trở lại, giao dịch ở mức 2064,9 đô la Mỹ cho một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2062,39 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2074,90 đô la Mỹ cho một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 101,43 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là hơn 4%, đứng mức 44.229 đô la Mỹ trừ Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1,46%, đứng mức 3,915% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 72,5 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Thị trường nhìn chung lạc quan với xu hướng tiếp theo của vàng. Theo Oleson, giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại Saso nhấn mạnh, tiếp theo hiệu suất mạnh mẽ bất ngờ đạt được trong năm 2023, chúng tôi cho rằng dưới sự thúc đẩy của các quỹ phòng hộ, ngân hàng trung ương các nước mua vàng vật chất ổn định, cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư quỹ hoán đổi danh mục ETF tái diễn, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Theo JP Morgan dự đoán, nếu Fed giảm lãi suất đúng như dự đoán của thị trường, giá vàng có thể đạt được một sự đột phá trong năm 2024, tăng lên mức cao là 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo phân tích Hội đồng Vàng Thế giới WGC, thị trường vàng đều có hiệu suất rất tốt vào tháng 1 hàng năm từ năm 1971 đến nay. Với mức lợi nhuận trung bình của tháng này là 1,79%, môi trường lãi suất thấp giúp các tài sản không tính lãi suất như vàng có sức hấp dẫn hơn. Theo ông Gary Warner, chuyên gia phân tích của Kitco cho rằng triển vọng trong năm 2024 của Fed dự kiến sẽ hạ lãi suất từ 75 đến 100 điểm cơ bản. Đưa lãi suất cơ bản giảm xuống 4,6%, lãi suất thấp hơn sẽ giúp cho các tài sản không có tính lãi suất như vàng có sức hấp dẫn hơn, đồng thời cũng phản ánh sự thận trọng của cơ quan quản lý chức năng đối với triển vọng kinh tế, thúc đẩy nhà đầu tư hướng vào vàng như một tài sản trú ẩn rủi ro. Còn theo Bitmap, dự báo trung bình cho việc cắt giảm lãi suất trong năm nay là 75 điểm cơ bản. Các quan chức Fed cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 3 lần trong năm nay để kiềm chế lạm phát. Từ tháng 3 năm 2022 cho đến nay, Fed đã tăng lãi suất 11 lần, tổng cộng là 525 điểm cơ bản, đẩy lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 22 năm. Hiện nay, lãi suất quỹ liên bang đang ở mức 5,25% đến 5,5%. Theo ông Edward May, chuyên gia phân tích của công ty dịch vụ vàng Marex nhấn mạnh, bước vào môi trường lãi suất tương đối thấp đồng nghĩa với việc đồng bạc xanh sẽ suy yếu và điều này có lợi cho xu hướng của vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC quay trở lại đà tăng là chủ yếu. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì quay đầu giảm nhẹ. Như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 71 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,02 triệu đồng trên lượng. Như vậy là chưa có thay đổi về giá. So với phiên cuối ngày hôm qua, với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 71 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74 triệu đồng trên một lượng. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là BNG, tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, mua vào mức 71 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,10 triệu đồng trên một lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 61,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 61,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 50.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.848 đồng trên đô la Mỹ. Tại thì chưa có điều chỉnh về giá. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng chưa có thay đổi sau khi giảm 20 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 50 đồng trên đô la Mỹ bán ra trong phiên giao dịch trước đó. Mua vào mức 24.720 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.100.000, bán ra 7.400.000. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang là 3 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.100.000, bán ra 7.402.000.
PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.100.000, bán ra 7.410.000, tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 100.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7 triệu, bán ra 7.400.000, giảm 100.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Doji Hà Nội mua vào 6.900.000, bán ra 7.400.000, tăng 100.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Phú Quý SCC mua vào 7.050.000, bán ra 7.400.000, tăng 50.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.060.000, bán ra 7.390.000, tăng 10.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Mi Hồng SCC mua vào 7.050.000, bán ra 7.350.000, tăng 50.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.100.000, bán ra 7.400.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.900.000, bán ra 7.400.000, tăng 100.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.100.000, bán ra 7.402.000, giảm 200.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra thời điểm này. Dao động từ 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.100.000, bán ra 7.402.000. SJC Huế vào 7.097.000, bán ra 7.402.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.100.000, bán ra 7.400.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.100.000, bán ra 7.402.000. STC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7.098.000, bán ra 7.402.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này điều chỉnh giảm nhẹ trong khoảng từ 21.000 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.180.000, bán ra 6.290.000. Bốn số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.180.000, bán ra 6.300.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.170.000, bán ra 6.260.000. Vàng 24K mua vào 6.068.000, bán ra 6.198.000, cùng giảm 5.000 ở trong vào chiều bán ra với bốn loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.510.000, bán ra 4.710.000, giảm 3.700 ở trong vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.464,9 nghìn, bán ra 3.664,9 nghìn, giảm 3.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.425,7 nghìn, bán ra 2.625,7 nghìn, giảm 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như bấm luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.